251, lão trần ta đã nghĩ kỹ chúng ta buổi chiều làm gì tần tiểu ngư thật sự không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy tiện chỉ đùa một chút không nghĩ tới lão trần thế mà tưởng thật thật sự định dùng tên của mình mệnh danh sao tần tiểu ngư rất nghiêm túc nhìn xem trần khải chỉ nghe trần khải lúc này hồi đáp cái này có gì dễ đùa giỡn ta ngược lại là cảm thấy các con trà sữa cái tên này không tệ liền cái này a à. nữ giám đốc hồi đáp tốt trần tổng vậy được trước hết như vậy đi hôm nay chạng vạn tối đại khái sáu bảy giờ thời điểm a đến lúc đó chúng ta tới điểm mấy chén trà sữa nếm thử xem các ngươi một chút làm ra mùi vị không biết như thế nào nữ giám đốc gật đầu một cái biểu thị không có vấn đề còn nói để cho trần khải yên tâm đi tin tưởng trong tiệm các huynh đệ tỷ muội sẽ phi thường dụng tâm dựa theo phối phương phía trên đi chế tác chắc chắn sẽ không có vấn đề nữ giám đốc còn cùng trần khải làm cam đoan trần khải hơi cười cười ân đi vậy cứ như vậy đi đi thôi cá con cái kia vừa mới điểm trà sữa phải làm tốt ra ngoài cầm một chút ngươi không phải đói bụng rồi sao dẫn ngươi đi phía dưới ăn thịt bò cơm đĩa ngươi không phải muốn ăn cái này sao tần tiểu ngư gật đầu một cái nói một tiếng hảo vậy chúng ta đi thôi lão trần đi ra tiệm trà sữa hậu trường phòng đi tới sân khấu vị trí lấy tốt cái kia hai chén trà sữa trần khải liền cùng tần tiểu ngư trực tiếp đi ra tiệm trà sữa mới vừa đi ra tiệm trà sữa về sau tần tiểu ngư cơ hồ theo bản năng hỏi ai nha lão trần chúng ta vừa vặn giống không có trả tiền trả tiền tần tiểu ngư ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì a à? trần khải dở khóc dở cười nói thế nào đi chẳng lẽ vừa rồi trả tiền rồi tần tiểu ngư hàm hàm hỏi tiếp đó một giây sau liền kịp phản ứng a nha ta suýt nữa quên mất đúng lão trần ngươi là nhà này tiệm trà sữa lão bản đã lão bản còn giao tiền gì a à? ngươi nhìn một chút ta cái não này thực ngốc cảm giác sinh cái bệnh đem đầu óc đốt choáng váng lại hoặc là vốn là không thể nào thông minh tần tiểu ngư nói như vậy lấy bất quá cũng không đúng nha chính mình thành tích học tập rất tốt nha mỗi lần kết quả thi cũng là toàn khóa phía trước mấy, hơn nữa còn thường xuyên được hạng nhất, vậy tại sao ngoại trừ học tập, chính mình phương diện khác như thế không quá thông minh đâu. Tần Tiểu Ngư tự lầm bầm nói. Sau đó cùng Trần Khải trực tiếp đi xuống, đi tới một cái quán ăn cửa ra vào, bởi vì là tại Ma Đô Đại học phía dưới, mặt hướng sinh viên, cho nên những thứ này quán ăn quy mô đều không phải là rất lớn. Chính là loại kia rất thông thường, một bữa cơm cũng liền mười mấy khối bình quân giá cả. Liền nhà này A Lão Trần đi tới một cái quán ăn cửa ra vào, Tần Tiểu Ngư nói thẳng. Nhìn một chút quán ăn này cửa thủy tinh trên đó viết thịt bò cơm đĩa bốn chữ, còn có mì sợi, cơm bánh sủi cảo các loại món chính chữ. Ta muốn ăn thịt bò cơm đĩa, buổi sáng hôm nay ngoại trừ lão Trần ngươi làm cho ta trứng gà canh, ta cơ hồ không có ăn cái gì, bất quá chủ yếu là bởi vì buổi sáng cơ thể rất khó chịu, không có gì khẩu vị, ngoại trừ muốn ngủ, vẫn là muốn ngủ. Bất quá bây giờ tốt hơn nhiều, Tần Tiểu Ngư cầm trong tay Ô Mai khẩu vị trà sữa uống một ngụm, ân cái này trà sữa uống ngon thật, Ô Mai khẩu vị hắc hắc ta yêu nhất. Đi thôi lão Trần, chúng ta đi vào đi, ta cảm giác ta bụng sắp đói dẹp bụng, Trần Khải cùng Tần Tiểu Ngư đi vào về sau, trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống. Lão Trần chúng ta an vị nơi này đi, vừa mới ngồi xuống, còn không có đợi Trần Khải nói cái gì, Tần Tiểu Ngư lập tức hướng về lão bản nương vẫy vẫy tay. Lão bản lão bản, tới cho chúng ta điểm một chút, một bát đại phân thịt bò cơm đĩa, lão Trần ngươi hôm nay giữa trưa muốn ăn cái gì? Tần Tiểu Ngư nhìn xem Trần Khải hỏi. Hắn nhìn một chút treo trên tường menu, phía trên viết đầy rậm rạp chằng chịt món chính có mì xào cùng tô mì cơm bánh sủi cảo cùng với đủ loại rau trộn món ăn nóng cái gì cần có đều có bất quá trần thải lúc này cũng không phải đặc biệt đói điểm những cái kia rau trộn món ăn nóng cũng không cần trực tiếp bên trên một phần món chính là được rồi ta liền nước ăn sủi cảo a thịt heo hành tây nhân bánh quán ăn lão bản nói được rồi không có vấn đề hai vị đồng học các ngươi chờ một chút ngay lập tức đi cho các ngươi làm a đại phân thịt bò cơm đĩa cộng thêm một phần thịt heo hành tây nhân bánh bánh sủi cảo đúng không được rồi không có vấn đề, Tần Các con lấy ra điện thoại di động của mình, giải khai khóa màn hình, tiếp đó đi đến sân khấu đối vừa mới cái kia vị lão bản nương nói, lão bản, hết thảy bao nhiêu tiền nha, ta trước mua đơn A, hết thảy 16 khối tiền phải không, được rồi, đã bi chát cho ngươi quét qua, ngươi nhìn một chút. Vừa mới trả tiền về sau, Tần tiểu ngư liền trực tiếp nói. Lão Trần, ta đã vừa mới đã trả tiền, đợi chút nữa chúng ta ăn cơm trưa xong về sau liền có thể trực tiếp rút lui, ngược lại hôm nay cũng xin nghỉ rồi, buổi chiều chúng ta liền trốn ở trong phòng ngủ nhìn một lát điện ảnh a lão trần ngươi có chịu không nha hơn nữa ta vừa mới nhìn một chút thời tiết thật giống như hôm nay buổi chiều còn có mưa nhỏ dáng vẻ chúng ta có thể một bên ngồi ở cái giường bên trên tiếp đó dựa vào tường đem chăn mình đắp lên người nhìn xem điện ảnh lệ lệ các nàng có máy chiếu liền đặt ở trong tủ chén vừa vặn ký túc xá cũng có mạng oai lít hắc hắc xế chiều hôm nay ta cảm giác thật không tệ tất cả mọi người tại thao trường đội mưa huấn luyện quân sự khổ thân hai người chúng ta tại ký túc xá xem phim suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất không tệ nha lão trần ngươi nói đúng không tần tiểu ngư lời nói này cái này ngu ngơ thật đúng là sẽ hưởng thụ a à, không thể không nói trần khải cười cười tốt 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 không có vấn đề ngược lại ta cũng làm cho tử trác bọn hắn giúp ta xin nghỉ một ngày cái kia buổi chiều liền bồi ngươi đi bất quá đợi chút nữa ăn xong cơm trưa về sau ngươi ít nhất cũng phải ngủ trưa một hai cái giờ biết sao tần tiểu ngư ngoan ngoãn gật đầu tốt tốt không có vấn đề lão trần cái này ta chắc chắn nghe lời ngươi. Chờ trong chốc lát, lão bản nương liền đã đem vừa mới điểm thịt bò cơm đĩa làm xong, tiếp đó bưng tới, vị này nữ đồng học, ngươi điểm thịt bò cơm đĩa đã làm xong, vị này nam đồng học muốn là bánh sủi cảo phải không, qua cũng tại nấu sôi nước, lập tức có thể đun nước sủi cảo, hơi đợi thêm vài phút a. À. Trần Thải biểu thị không có việc gì. Tần Tiểu Ngư cầm lấy một đôi duy nhất một lần đũa, ngửi một cái trước mặt thịt bò cơm đĩa, qua thơm quá nha, rất lâu chưa từng ăn qua thịt bò cơm đĩa, cảm giác ăn rất ngon bộ dáng. Lão Trần, ngươi tới ăn ngụm thứ nhất a, à, nước của ngươi sủi cảo còn phải đợi một hồi, ăn trước ta a. À? Tần Tiểu Ngư cầm một đôi đũa lên, phát hiện kẹp cơm vô cùng tốn sức, cho nên tìm lão bản muốn một cái tiểu cái thìa, đừng một muỗng nhỏ cơm nói. Lão Trần ngươi nếm thử. "Hảo." "Như thế nào lão Trần, có phải hay không ăn thật ngon đấy?" Tần Tiểu Ngư hì hì cười, tiếp đó bắt đầu ăn. Vừa vặn Trần Khải bánh sủi cảo cũng nấu xong. "Lão Trần, nước của ngươi sủi cảo nhìn cũng không tệ nha, ta có thể ăn một cái đi." Trần Khải vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể. Hắc hắc, Tần Tiểu Ngư cầm đũa lên từ Trần Khải bánh sủi cảo bàn kẹp một cái bánh sủi cảo, một bên cười ngu ngơ lấy. Theo bản năng liền đem bánh sủi cảo hướng về trong miệng nhét, kết quả bị sấy lấy, qua đây cũng quá nóng, hu hu. Tấu chương xong. Chương 252, lão Trần ta sấy lấy miệng ngươi muốn giúp ta thổi một chút không? Nhìn thấy Tần Tiểu Ngư bộ dạng này bộ dáng hàm hàm, cũng cho Trần Khải tại chỗ liền cả cười. Tần Tiểu Ngư ngươi liền ăn sủi cảo đều có thể sấy lấy miệng, ta thực sự là bị ngươi đánh bại, như thế nào, nóng có đau hay không, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không thổi một chút. Tần tiểu ngư hu hu nói, lão trần ta bỗng đến miệng, ngươi muốn giúp ta thổi sao, tốt lắm, nhanh lên nhanh lên, cảm giác bây giờ đau rát. Tần tiểu ngư dùng ngón tay đem miệng của mình ra bóp một cái, cho Trần Khải nhìn một chút. Hảo ta giúp ngươi thổi một chút, bảo trì đừng động. Nói xong câu đó về sau, Trần Khải cũng rất nghiêm túc giúp tần tiểu ngư thổi thổi, trong lúc đó rất nghiêm túc thổi, cũng không có động cái gì lệch ra đầu óc càng không có nghĩ lung tung cái gì, toàn trình biểu hiện rất lạnh nhạt. Bất quá càng như vậy, ngược lại đỏ mặt ngượng ngùng là tần tiểu ngư chính mình. Thế là lập tức liền nói, kia cái gì, lão Trần ta bây giờ tốt hơn nhiều, không có, không sao, tiếp tục ăn cơm a. À. Trần Khải gật đầu một cái, cũng chú ý tới tần tiểu ngư trên mặt ửng đỏ, hắn cũng là nở nụ cười, tốt tốt tốt, vậy ngươi kế tiếp ăn cái gì thời điểm coi chừng một điểm, đừng lại sấy lấy miệng. Tần tiểu ngư biểu môi, tiếp đó yếu ớt nói một câu, lão Trần ta có đần như vậy sao, vừa mới đơn thuần ngoài ý muốn không vậy. Trần Khải cầm đũa lên kẹp một cái bánh sủi cảo, tiếp đó thổi thổi, lúc này mới đút cho Tần Tiểu Ngư. "Ân. Lão Trần ngươi làm gì? Đây không phải sợ ngươi lại bỏng đến miệng sao, dứt khoát ta giúp ngươi thổi một chút." Tần Tiểu Ngư nói thẳng, "Qua lão Trần, ngươi cũng quá thân mật a, à, ta vẫn câu nói kia. Về sau nếu ai gả cho ngươi mà nói, nếu ai làm cho ngươi lão bà, vậy khẳng định muốn hạnh phúc chết a." À? Xem ngươi, liền đối huynh đệ đều thân thiết như vậy, đây nếu là đối với lão bà thì còn đến đâu sao, lão Trần ngươi nói đúng không? Trần Khải cười cười. Tần tiểu ngư a ô một tiếng, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Cá con, ngươi là muốn đem ta đổ đều ăn hết sao? Ai nha ngượng ngùng, một hớp này cắn có chút lớn, tần tiểu ngư hắc hắc nở nụ cười, tiếp đó liền nhai. Ngay lúc này, tần tiểu ngư điện thoại di động kêu. Lão Trần điện thoại di động ta vang lên, ta xem một chút ai gọi điện thoại cho ta, có phải hay không lệ lệ các nàng. Vừa mới nói xong câu đó về sau, Tần Tiểu Ngư lập tức nhìn một chút điện thoại di động của mình, vừa nhai lấy thức ăn trong miệng, một bên nhìn xem tên người gọi đến. Lại là mẹ ta gọi điện thoại tới, ta còn tưởng rằng là lệ lệ mấy người các nàng đâu. Trần Khải ngồi ở đối diện nói, cái kia nhanh tiếp A, xem A Di gọi điện thoại chuyện gì. Ừ. Các con gật đầu một cái, tiếp đó liền trực tiếp tiếp thông xuống, rất nhanh liền nghe được điện thoại bên kia truyền đến Dương Hiểu Tuệ âm thanh, nữ nhi bảo bối. Nghe được mụ mụ âm thanh về sau, Tần Tiểu Ngư lập tức liền nói, mụ mụ, ta là cá con, ngươi giữa trưa nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta đâu. Cũng không có gì, chính là mụ mụ chú ý tới các ngươi ma đô hai ngày này thời tiết không tốt lắm, giống như muốn liên tiếp phía dưới hai ngày mưa to, nhiệt độ không khí cũng tương đối thấp một chút, cho nên mụ mụ gọi điện thoại tới chính là nghĩ dặn dò ngươi một chút, nhưng ngươi ban đêm nhớ kỹ nhiều đắp chăn, lúc ban ngày muốn nhiều xuyên điển quần áo. Đừng quay đầu cảm mạo ngã bệnh, mụ mụ tại Phụng Thiên cũng cách ngươi xa xôi, ngươi nếu là đau đầu ngã bệnh, mụ mụ cũng trách bận tâm, lại không thể lập tức tại vài phút bên trong xuất hiện tại trước mắt ngươi, cho nên ngươi vẫn là phải chiếu cố tốt chính mình biết không. Nghe được điện thoại bên kia mụ mụ quan tâm, Tần Tiểu Ngư lập tức liền nói: "Mụ mụ, chậm, ta đã ngã bệnh." "Cái gì? Đã ngã bệnh, ngay bây giờ sao? Thế nào cá con, uống thuốc đi không có, bây giờ cảm giác thế nào?" Vừa nghe đến nữ nhi của mình thế mà ngã bệnh, Dương Hiểu Tuệ cũng là rất khẩn trương mà hỏi: "Cá con ngươi không sao chứ? Thế nào?" Cũng khó trách Dương Hiểu Tuệ sẽ như vậy khẩn trương, chủ yếu là từ nhỏ đến lớn, cá con tính cách mặc dù tùy tiện nhưng mà tâm tư đơn thuần dù sao cũng là một chưa trưởng thành hài tử, dáng người lại nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, thể chất vốn là cũng không được khá lắm, huống chi còn là chính mình nữ nhi duy nhất, khó tránh khỏi sẽ để cho Dương Hiểu Tuệ lo lắng một chút. Khó tránh khỏi sẽ như vậy khẩn trương. Yên tâm đi mụ mụ. Ta đã không sao, hôm qua trời mưa tới, chúng ta giáo quan còn để chúng ta kiên trì ở trong mưa mặt huấn luyện quân sự, cho nên ta cảm lạnh, lúc buổi sáng đâu, cùng tới ta cũng cảm giác toàn thân giống như là gãy xương, đặc biệt đau, cảm giác eo cũng sắp gãy, hơn nữa toàn thân còn không có khí lực gì. Bất quá ta đám bạn cùng phòng đã để ta ăn qua thuốc cảm mạo, hơn nữa buổi sáng đâu. Tần Tiểu Ngư cười hì hì. Buổi sáng, Lão Trần còn chuyên môn xin phép nghỉ tại trong túc xá chiếu cố ta tới, hơn nữa mụ mụ ngươi biết không, Lão Trần còn đặc biệt cho ta làm một bát trứng gà canh, ta cho tới bây giờ chưa từng ăn qua mụ mụ ngươi bên ngoài người, chuyên môn làm cho ta trứng gà canh đâu. Vừa vặn rất cúc ăn ăn rất ngon đấy. Tần Tiểu Ngư hàm hàm nói như vậy lấy. Nghe được nữ nhi nói như vậy, Dương Hiểu Tuệ lúc này mới thở dài một hơi, ngươi xuống nha đầu này, làm ta giật cả mình, có tiểu trần chiếu cố ngươi vậy ta an tâm, bây giờ tốt hơn nhiều đúng không? Tần Tiểu Ngư gật đầu một cái, biểu thị bây giờ mình đã tốt hơn nhiều, trên cơ bản trên thân cũng có khí lực, hơn nữa muốn ăn đặc biệt tốt, ăn đi đi hương. Ân vậy ta an tâm, các con ngươi đưa di động cho Trần Khải, mụ mụ cùng Tiểu Trần nói hai câu. Tần Tiểu Ngư hồi đáp, tốt mụ mụ. Tiếp đó Tần Tiểu Ngư đưa di động cho Trần Khải, hơn nữa đối với hắn nói một câu, lão Trần điện thoại cho ngươi, mẹ ta bảo là muốn cùng ngươi giảng mấy câu, ngươi tiếp một chút a. À. Trần Khải gật đầu một cái, tiếp đó từ tần từ tiểu Ngư trong tay nhận lấy điện thoại, uy a di, tiểu Trần a, cá con vừa mới nói nàng ngã bệnh, phải không? Dương Hiểu Tuệ mở miệng hỏi, hơn nữa còn nói là ngươi buổi sáng chuyên môn xin phép nghỉ, đặc biệt chiếu cố cá con cho tới trưa. quả nhiên a, a di liền biết, đem cá con giao cho ngươi là tương đối yên tâm, thời khắc mấu chốt cũng rất chứng minh vấn đề ha 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 tóm lại cá con thể chất chính xác không tốt lắm rất dễ dàng cảm mạo sinh bệnh cảm lạnh ngươi lúc bình thường nhiều chú ý một chút cá con mặt khác tiểu trần chính ngươi cũng chiếu cố tốt chính mình a à, lần sau chờ các ngươi nghỉ định kỳ lúc trở về có thể cùng cá con một khối sinh trả thiên đến lúc đó a di cho các ngươi làm đồ ăn ngon dương hiểu tuệ hơi cười tiếp đó ở trong điện thoại nói như vậy hảo vậy trước tiên như vậy đi tiểu trần ngươi cùng cá con lúc này hẳn là đang dùng cơm a. a di sẽ không quấy rầy các ngươi ăn cơm quay đầu có chuyện gì nhớ kỹ tùy thời liên hệ a di cốt các ngươi ăn cơm đi chờ nói chuyện điện thoại xong về sau trần khải liền đem điện thoại còn đưa tần tiểu ngư kết quả là ở thời điểm này trần khải đột nhiên chú ý tới tần tiểu ngư điện thoại giấy dán tường không biết từ lúc nào đem nguyên bản anim thiếu nữ điện thoại giấy dán tường thiết trí trở thành chính mình cùng tần tiểu ngư hai người bọn họ chụp ảnh chung lão trần nhìn cái gì nha ngươi cút điện thoại giấy dán tường a như thế nào chúng ta cái này hai tấm chụp ảnh chung có phải hay không vẫn rất dễ nhìn đây này hắc hắc ta cũng cảm thấy nhìn rất đẹp tấu chương xong. Chương 253, lão Trần điện thoại di động của ngươi mật mã là cái gì đây ta xin? Đúng lão Trần, để cho ta cũng nhìn một chút điện thoại di động của ngươi giấy dán tường là cái gì, là hai người chúng ta chụp ảnh chung sao? Tần Tiểu Ngư đem Trần Khải điện thoại cầm tới, lão Trần, điện thoại di động của ngươi mật mã là cái gì, làm sao còn thiết trí mật mã đâu, trong điện thoại di động giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Tần Tiểu Ngư điện thoại từ trước đến nay là không thiết lập đưa mật mã, chủ yếu là cái này ngu ngơ, trong điện thoại di động cũng không có gì bí mật, cho nên cũng lười thiết trí. hơn nữa liền sợ thiết trí mật mã về sau, quay đầu chính mình cũng nhớ không nổi tới. vậy coi như xong con nhé. trần khải ngồi ở đối diện cười cười, sau đó nhìn tần tiểu ngư nói, điện thoại di động của ta mật mã, cá con ngươi hẳn là có thể đoán a. À? ta có thể đoán, không thể nào, ta không biết a. À? tần tiểu ngư trả lời một chút, vậy ta thử xem a, à? chỉ cần là lão trần ngươi không sợ ta truyền vào mật mã số lần quá nhiều, đem điện thoại di động của ngươi cho khóa màn hình khóa thành cục gạch là được. Tần Tiểu Ngư ném trước thử một chút đơn giản nhất mật mã, chẳng lẽ là không 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 không? Kết quả đưa vào bên trên về sau biểu hiện mật mã sai lầm. Không phải, chẳng lẽ là lão Trần sinh nhật của ngươi sao? Ta thử xem. Làm sao còn không đúng rồi? Tần Tiểu Ngư đưa vào bên trên Trần Khải sinh nhật về sau biểu hiện mật mã sai lầm, không phải lão Trần sinh nhật của ngươi. Này sẽ là cái gì nha? Chẳng lẽ là ta sao? hẳn sẽ không a. À. Nghe được Tần Tiểu Ngư nghĩ linh tinh, Trần Khải cười hồi đáp, ngươi muốn không liền thử một chút. A à, tốt. Vậy ta thử một chút a, à, Tần Tiểu Ngư đưa vào bên trên sinh nhật của mình, tiếp đó một giây sau, ca một tiếng vang lên, màn hình điện thoại di động vậy mà thật sự giải khai. Wow, lão Trần, thật hay giả, ngươi thế mà dùng ta sinh nhật xem như điện thoại di động của ngươi mật mã, thầm mến ta đúng không? Ha 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 ha. Tần Tiểu Ngư hàm hàm nói như vậy lấy. Sau đó tiến vào đến Trần Khải điện thoại mặt bàn về sau, nhìn xem rất nhẹ nhàng khoan khoái mặt bàn sắp đặt, còn có mặt bàn giấy dán tường. Ai u, không nghĩ tới a lão Trần, tiểu tử ngươi giấu rất sâu a. Điện thoại di động của ngươi khóa màn hình giấy dán tường mặc dù là hệ thống kèm theo, bất quá không nghĩ tới tiến vào điện thoại về sau, mặt bàn giấy dán tường lại là ta. Hơn nữa còn là ta một người ảnh chụp, wow, đây là chụp hồi nào nha, ta như thế nào không biết đâu, ta cảm thấy cái ảnh chụp này không phải đặc biệt đẹp đẽ a, à. lão Trần, ngươi phải dùng hình của ta làm giấy dán tường, cái kia phải dùng một cái xinh đẹp một điểm a, à. điện thoại di động ta bên trong có ta khá là đẹp đẽ vài tấm hình, ta tới giúp ngươi thiết trí. Tần Tiểu Ngư nói xong lời này, lập tức liền cầm lấy điện thoại di động của mình sau đó đem trong album ảnh mặt mấy cái dễ nhìn ảnh chụp phát cho Trần Khải Uy Chác. Tiếp đó mở ra Trần Khải Uy Chác, đem chính mình phát tới ảnh chụp bảo tồn tới trong điện thoại di động mặt, cho Trần Khải thiết trí một chút khóa màn hình cùng mặt bàn giấy dán tường. Như thế nào lão Trần, cái này hai tấm ảnh chụp nhìn rất đẹp a, à? có phải hay không cảm thấy ngươi huynh đệ ta nhan trị vẫn là thật cao đâu, hắc hắc, kỳ thực ta cũng cảm thấy như vậy. Đáng tiếc nha, rõ ràng ta dáng dấp đẹp mắt như vậy, thế nhưng là ba năm cao trung thời gian xuống, thế mà không ai cho ta thổ lộ, thật không có ánh mắt a. À ta mỹ nữ xinh đẹp như vậy, vậy mà đều không có ai truy sao, vẫn là ta quá ưu tú để cho đại gia không dám truy ta, chắc chắn là như thế này, đúng chính là như vậy. Tần Tiểu Ngư tự luyến nói, khiến cho Trần Khải cũng là dở khóc dở cười. Tần Tiểu Ngư lúc này thân thể khỏe mạnh chịu nhiều, cảm giác trên thân cũng có khí lực, không giống dậy sớm thời điểm. Cho nên lúc này nhiều lời, trở nên giống như bình thường một dạng nói chuyện rất dày, không có cách nào, Tần Tiểu Ngư tính cách chính là như vậy, ít nhiều có chút xả giao ngư bức ở bên trong, còn là một cái mảnh vụn miệng, A à đúng lão Trần, vừa mới mẹ ta điện thoại cho ngươi đều nói cái gì nha? Xem các ngươi vừa mới còn hàng huyên thật nhiều đâu. Trần Thải hồi đáp, cũng không có gì, chính là A Di dặn dò ta, tại Ma đô thời điểm quan tâm ngươi một chút, nói ngươi thể chất không tốt lắm, dễ dàng sinh bệnh. Hắc hắc chính xác, bất quá coi như mẹ ta không dặn dò ngươi, lão Trần ngươi cũng sẽ chiếu cố ta đúng không? Tần Tiểu Ngư cười hì hì, đặc biệt là sáng hôm nay, lão Trần ngươi liền biểu hiện phi thường tốt. Ta đối với ngươi rất hài lòng, muốn lúc nào là ngươi sinh bệnh mà nói. Đến lúc đó ta nhất định gấp bội đền bù ngươi, thật sự thật sự, không đùa giỡn với ngươi. Tần Tiểu Ngư, ngươi đây là hy vọng ta sớm một chút sinh bệnh đâu, hay không hy vọng ta sinh bệnh đâu? Trần Khải làm sao nghe được, các con lời nói này kỳ quái như thế a. À? A à nha, nhìn một chút ta cái này phá miệng thật không biết nói chuyện, ta đương nhiên không hy vọng lão Trần ngươi sinh bệnh, thế nhưng là phải làm gì đây, ta liền là muốn tìm một cơ hội chiếu cố một chút ngươi, a à đúng, tháng này 13 Hào, lão Trần ngày đó chính là sinh nhật của ngươi đúng không, quá tốt rồi. Đây là chúng ta lên sau đại học, cho lão Trần ngươi qua người đầu tiên sinh nhật. Tần Tiểu Ngư vỗ vỗ lòng ngực của mình, tiếp đó rất trượng nghĩa nói, lão Trần ngươi yên tâm đi, ngươi sinh nhật này, ta chắc chắn cho ngươi qua vô cùng vô cùng viên mãn, ngươi liền đợi đến ngày đó sớm một chút đến A. À. Dù sao, Tần Tiểu Ngư chính mình phía trước sinh nhật thời điểm, lão Trần giúp mình qua, như vậy đến phiên Trần Khải sinh nhật thời điểm. Mình đương nhiên cũng phải giúp lão Trần qua rồi. Dù sao cũng là lẫn nhau đi. Tần Tiểu Ngư cũng tại trong nội tâm nghĩ kỹ đợi đến chính nguyệt 13 hào ngày đó, lão Trần sinh nhật thời điểm, chính mình tiễn đưa lễ vật gì cho hắn. Ngoại trừ lễ vật, ngày đó đi nơi nào qua, thì thế nào qua. Liên quan tới cái này, quay đầu có thể thỉnh giáo một chút dai dai cùng nhiên nhiên, tin tưởng hai người bọn họ chắc chắn có thể cung cấp cho mình một cái đề nghị rất hay. Lão Trần, ta ăn no rồi ngươi đây. Tần Tiểu Ngư nhìn xem Trần Khải, chính mình cũng ở một cái, hôm nay cái này cơm trưa ăn thật là no bụng, hơn nữa cái này trà sữa uống cũng không tệ, chỉ có điều lão trần không để cho mình uống nhiều nói là sợ chính mình phát hỏa mà tần tiểu ngư tự nhiên cũng là ngoan ngoãn nghe lời cũng không có uống nhiều ân ăn no rồi đúng không ta cũng là vậy chúng ta trở về đi bây giờ ăn xong cơm trưa trở về ký túc xá nghỉ trưa một hai cái giờ chờ buổi chiều hơn hai giờ thời điểm đại gia đi thao trường huấn luyện ta lại đi ngươi phòng ngủ dựa theo cá con ngươi nói một dạng cùng ngươi tại ký túc xá nhìn cả buổi chiều kịch tần tiểu ngư ừ gật đầu tiếp đó đáp ứng xuống ngay sau đó hai người đi ra nhà hàng trực tiếp về tới ma đô đại học sân trường tại nam sinh cùng ký túc xá nữ sinh chỗ giao giới tách ra tất cả trở về riêng ký túc xá cao ốc trần khải trở lại ký túc xá nam sinh về sau trực tiếp lên lầu về tới phòng ngủ của mình trong ký túc xá trần tử trắc bọn hắn ca ba cái chơi game chờ trần khải đẩy cửa phòng ngủ ra sau khi trở về bọn hắn ca ba cái lập tức liền nói lão đại ngươi trở về cơm trưa chúng ta đã giúp ngươi từ nhà ăn đóng gói mang về kết quả sau khi trở về phát hiện ngươi người không có ở phòng ngủ chúng ta suy nghĩ ngươi hẳn là cùng tẩu tử tại một khối A, cho nên liền không có gấp gáp điện thoại cho ngươi. Hách tiểu long hỏi, như thế nào lão đại, ngươi ăn qua cơm trưa sao, tẩu tử khá hơn chút nào không, đêm qua giáo quan cũng quá hung ác, đội mưa để chúng ta huấn luyện, hơn nữa nghe nói hôm nay buổi chiều còn muốn trời mưa, cái này mẹ nó hố trời A. Tấu chương xong. Chương 254, lúc nào tới nhà ta tại phòng ngủ chờ ngươi A. Nghe được hách tiểu long câu nói này về sau, Trần Khải không nói gì thêm. Bên cạnh Thạch Hàng cùng Trần Tử Trác ca hai liền lập tức nói, ta dựa vào không phải chứ xế chiều hôm nay còn trời mưa a à, song song xem ra đêm qua trời mưa không đem ta xối cảm mạo đến xế chiều hôm nay đoán chừng liền khó thoát một kiếp nếu là ta gánh không được ngã xuống các huynh đệ vậy thì chờ các ngươi cố gắng chiếu cố ta giống như chúng ta lão đại chiếu cố tổ tử chuyên môn xin phép nghĩ đi chiếu cố tổ tử quá thân mật mấy ca nếu như giống lão đại đối với tổ tử chiếu cố ta mà nói thật sự thật sự kiếp sau ta nếu là làm nữ chắc chắn cho các ngươi pha cúc đi a à ngươi liền ngươi dài cái này xấu xí dạng cho không ta ta đều không cần. Dựa vào, cái này nói cũng quá đâm tâm a, à, cái gì gọi là cho không ngươi cũng không cần, như thế vô tình sao? Nhìn thấy bọn hắn ca ba cái ở giữa đối thoại, Trần Khải cũng là bất đắc dĩ cười cười. Đột nhiên cảm giác trở lại lúc còn trẻ thật sự tốt, giữa huynh đệ có thể lẫn nhau thổi ngư bức, lẫn nhau trêu chọc, nhận đối phương làm con trai. Đợi đến hướng đi xã hội về sau, loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không lại có. Cho nên hắn bây giờ phá lệ trân quý loại cảm giác này. Mà cùng lúc đó, Tần Tiểu Ngư cùng Trần Khải vừa mới tại túc xá lầu dưới tách ra về sau, liền trực tiếp về tới phòng ngủ của mình ở trong, trực tiếp đẩy cửa ra, mà lại là rất dùng sức đẩy cửa ra. Lệ lệ tô tô bội bội, ha ha ha, ta hồ hán tam lại giết trở về. Không đúng không đúng, hẳn là, ta Tần Tiểu Ngư lại đầy máu sống lại rồi. Tần Tiểu Ngư bóp lấy eo, một bộ rất ra điêu dáng vẽ đi vào phòng ngủ, nghênh ngang, đây nếu là tại rất nhiều năm về sau, mạng lưới nóng lạnh tương đối phổ biến niên đại, dùng khôi hài nữ để hình dung tần tiểu ngư cũng là thỏa đáng không có tâm bệnh lại phối hợp thêm phụng thiên khẩu âm còn có tần tiểu ngư cái này hàm hàm bộ dáng đúng là rất khôi hài nữ ha 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 ba người các ngươi còn tại ăn cơm trưa a à, ta đều đã ăn no trở về tần tiểu ngư nói các con ngươi cùng trần khải ăn cơm trưa trở về rồi sao ăn cái gì nha các con cái kia nhìn ngươi bộ dáng này tựa như là gần như hoàn toàn khôi phục xem ra cảm mạo cũng không phải rất nghiêm trọng ăn thuốc ngủ một giấc trên cơ bản liền tốt không sai biệt lắm xem ra cũng không có ta tưởng tượng bên trong suy yếu như thế nha. Ta nói ra, hôm qua mặc dù chúng ta mắc mưa, bất quá chúng ta ba cái đều không chuyện gì, liền cá con một mình ngươi ngã xuống, thể chất này cũng yếu có thể a, à, xem ra cũng không nghiêm trọng. Tần tiểu ngư ha ha mà cười cười, nghiêm trọng không là thật nghiêm trọng, bất quá chủ yếu vẫn là nhà chúng ta lão trần chăm sóc hảo, buổi sáng các ngươi không tại ký túc xá, cho nên các ngươi không biết, lão trần tới phòng ngủ chiếu cố ta thời điểm, đối với ta có thể lên tâm đâu. Hơn nữa toàn trình ngồi ở giường của ta vừa nhìn, thật sự thật sự lúc bị bệnh bên cạnh có người bồi tiếp loại kia cảm giác an toàn đoán chừng các ngươi là không lãnh hội được tần tiểu ngư lời nói này để cho chu lệ lệ mấy người các nàng nữ sinh càng nghe càng cảm giác không thích hợp cá con cùng trần khải hai người bọn họ trước mắt vẫn chỉ là huynh đệ quan hệ a à. thế nhưng là nghe cá con nói lời này ngữ khí còn có cái này không khí cảm giác như thế nào cảm giác trong không khí lờ mờ lộ ra một cổ khí tức thức ăn cho chó còn giống như rất chua đây là chúng ta ảo giác sao tốt không nói nhiều với các ngươi ta bây giờ phải ngủ ngủ trưa, nghỉ ngơi nửa một hai cái giờ, đến lúc chiều hẳn là liền tốt không sai biệt lắm. Tiếp đó, ngược lại hôm nay cũng xin nghỉ một ngày, buổi chiều ta cùng lão Trần dự định ở trong phòng ngủ ở lại xem kịch cái gì, buổi chiều còn có mưa, các ngươi đại gia đi thao trường đội mưa huấn luyện quân sự, ta cùng lão Trần tại trong ký túc xá xem phim, mà lại là dùng lệ lệ ngươi máy chiếu, hắc hắc hắc, các ngươi cố lên, ta trên tinh thần mặt ủng hộ các ngươi. Tần Tiểu Ngư lời nói này, cho Chu Lệ Lệ các nàng ba cái cho cả hỏng mất, cá con ngươi tan lương tâm a. Ha ha ha. Không quan hệ, xem ở trên ba người các ngươi buổi sáng hôm nay chiếu cố phần của ta, hôm nay chạng vạn tối đâu, chờ các ngươi huấn luyện quân sự kết thúc a, à, ta mời các ngươi uống trà sữa, liền trường học chúng ta đối diện nhà kia gặp phải tiệm trà sữa. Đến khi chạng vạn tối hẳn là sẽ lên khung một cái sản phẩm mới trà sữa, hẳn là sẽ cực kỳ tốt uống, hơn nữa ta bảo đảm, cái này trà sữa tên chắc chắn để các ngươi giật nảy cả mình. Dù sao cũng là cá con trà sữa, hắc hắc hắc, tần tiểu ngư ở trong lòng nghĩ như vậy. Trà sữa tên để chúng ta giật nảy cả mình, xác định không phải trà sữa hương vị sao? Chu lệ lệ các nàng ba cái cũng là có chút nghi ngờ hỏi, bất quá lúc này cũng không suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền lên giường nghỉ trưa một hai cái giờ, trong nháy mắt đã đến xế chiều hơn hai giờ. Tần tiểu ngư trốn ở trong chăn, tiếp đó vén màn cửa lên nhìn một chút bên ngoài. Đã bắt đầu tích tắc trời mưa, chu lệ lệ các nàng chỉnh lý tốt nội vụ, đeo lên huấn luyện quân sự mũ, tiếp đó sẽ rất khó chịu ra phòng ngủ, đi xuống lầu thao trường quân huấn. Quá thống khổ. Trời mưa xuống còn muốn đi huấn luyện quân sự, đây cũng quá thảm rồi, này đáng chết huấn luyện quân sự lúc nào mới có thể kết thúc a? À, cảm giác còn như vậy kiên trì đội mưa huấn luyện quân sự đi xuống, ta thật sự sẽ chết. Chu lệ lệ cùng tô tô bội bội các nàng ba nữ sinh đồng loạt nói. Mà nằm ở trên giường tầng tiểu ngư, lúc này chui trong chăn mặt, cười hì hì nói, bái bai rồi, lệ lệ tô tô bội bội, chúc các ngươi xế chiều hôm nay huấn luyện quân sự thuận lợi. Người chị em gái này ba cái nghe xong cá con lời này, đột nhiên rất hâm mộ, vì cái gì tối hôm qua thời điểm không để chúng ta cũng xối cảm mạo đâu, dạng này xế chiều hôm nay cũng không cần đội mưa đi quân huấn. Thư thư phục phục nằm ở trong ký túc xá nhiều thoải mái a. À. Các con, ngươi nhớ kỹ đem thuốc cảm mạo uống, liền đặt ở ngươi đầu giường, thủy đã giúp ngươi gạt tốt. Mặc dù ngươi tốt lắm rồi, nhưng là vẫn phải uống thuốc, trước tiên ăn nhiều mấy trận a, hoàn toàn khỏi rồi lại ngừng thuốc, miễn cho lại tăng lên, tần tiểu ngư bày ra một cái ok thủ thế, biểu thị không có vấn đề. Ngay sau đó, chờ lệ lệ các nàng ba nữ sinh đi ra phòng ngủ về sau, tần tiểu ngư lập tức lấy điện thoại di động ra, tiếp đó cho trần khải phát cái tin tức lão trần lệ lệ các nàng đã đi thao trường huấn luyện quân sự tập hợp ngươi đây thế nào lúc nào tới nha ta chọn lấy một bộ nhìn rất đẹp điện ảnh còn dự định cùng ngươi cùng nhau xem đâu hơn nữa ta trong tủ chén còn có thật là nhiều đồ ăn vặt chúng ta có thể vừa ăn đồ ăn vặt vừa nhìn lúc này mưa bên ngoài còn có tiếng mưa rơi đâu chúng ta có thể cùng một chỗ ngồi ở trên giường của ta đem chăn mình quấn tại chúng ta trên thân thư thư phục phục nhìn cả buổi chiều điện ảnh cái kia nhiều thoải mái a à? lão trần ngươi nói đúng không mà vừa lúc này, Trần Khải đã thu thập xong, hôm nay đến phiên hắn làm ký túc xá vệ sinh trực nhật, bất quá người anh em này ba cái cũng rất mạnh. Biết hôm nay là hắn trực nhật cho nên không có ném loạn đồ vật, trong ký túc xá cũng rất sạch sẽ, trên cơ bản quét dọn sơ qua một chút đã đi xuống lầu. Tiếp đó trở về tầng tiểu ngư một câu tin tức. "Tốt, ta vừa mới ra ký túc xá, lập tức liền đi qua, ngươi tại phòng ngủ chờ lấy ta đi." Mà vừa lúc này, Trần Khải trước mắt đột nhiên xuất hiện âm thanh của hệ thống. Tấu chương xong. Chương 255, Lão Trần nói như vậy chúng ta không phải trở mình sao? Trần Khải nhìn xem trước mắt hệ thống nhắc nhở, hệ thống cho hắn ban bố một cái nhiệm vụ mới, nhiệm vụ yêu cầu vô cùng đơn giản, chính là bồi Tần Tiểu Ngư tại ký túc xá ngốc đến trưa. Bởi vì bây giờ Tần Tiểu Ngư mặc dù thân thể khỏe mạnh nhiều, bất quá cũng là cần làm bạn thời điểm, dù sao cái này trời mưa xuống, đám bạn cùng phòng đều đi thao trường quân huấn, liền lưu lại tự mình một người tại phòng ngủ, ít nhiều có chút ít sợ. Cho nên đây chính là tâm tình chập trần hệ thống cho mình ban bố nhiệm vụ, nhiệm vụ này đơn giản a, à, chỉ là bồi cá con ngốc đến trưa mà thôi, ngược lại cái gì cũng không cần làm, trời mưa xuống cùng cá con ở trong phòng ngủ nhìn cả buổi chiều điện ảnh, ăn một chút đồ ăn vặt uống một chút nước uống, một cái chớp mắt liền đến trạng vạn tối, phần thưởng này cầm thực sự là có chút ngượng ngùng. Trọng điểm là, coi như hệ thống không phát bố nhiệm vụ này, Trần Khải vốn là cũng là đáp ứng tầng tiểu ngư buổi chiều qua tới bồi nàng. Cái kia sóng này nhiệm vụ xuống nhất cử xong được thuộc về là, nghĩ tới đây về sau. Trần Khải liền trực tiếp đi vào ký túc xá nữ sinh ở trong, bởi vì quản lý ký túc xá A Di đã biết hắn, cho nên lần này cũng không ngăn. Bạn học nhỏ, tại sao lại là ngươi a, lại là tới thăm ngươi muội muội chính là sao? Hôm nay A Di nhường ngươi đi vào, ngày mai nhưng là không được a, ngày mai nhường ngươi muội muội đồng học lưu lại ký túc xá chiếu cố nàng a. Mặc dù các ngươi là huynh muội quan hệ, bất quá dù sao nam nữ hữu biệt, quay đầu ta là muốn bị mắng. Trần Khải cười cười, sau đó cùng quản lý ký túc xá A Di vừa nói tiếng cảm ơn, đồng thời biểu thị ngày mai sẽ không tới, chắc chắn lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa bởi vì ngày mai cá con hẳn là liền tốt không sai biệt lắm nếu như hôm nay buổi tối mới hảo hảo ngủ một giấc mà nói mà cùng lúc đó tần tiểu ngư tại phòng ngủ của mình ở trong đợi trái đợi phải tiếp đó nhỏ giọng lẩm bẩm lão trần tại sao còn không đi lên nha sẽ không phải lại bị quản lý ký túc xá a di ngăn ở dưới lầu a nếu không thì ta đi xuống xem một chút tần tiểu ngư nghĩ như vậy tiếp đó liền trực tiếp xuống giường phô phủ thêm áo khoác liền chuẩn bị xuống lầu đi ký túc xá nữ sinh lầu một tiếp một chút lão trần kết quả vừa mới mở cửa liền trực tiếp đụng vào trần khải ngực ai nha đồ vật gì cứng như vậy đều đem đầu ta đụng đau lão trần là ngươi nha qua thật là ngươi a à, ai a à nha ta còn đang nghĩ ngợi xuống tiếp một chút ngươi đây lão trần ngươi đã đến mau vào mau vào như thế nào bên ngoài có phải hay không đang đổ mưa a à, ta vừa mới mở cửa sổ nhìn một chút ở dưới cũng không coi là quá lớn bất quá nếu là liên hạ một buổi chiều mà nói đó cũng là thật khó chịu ta đều có chút thông cảm bạn cùng phòng ta các nàng, mưa còn muốn đi huấn luyện quân sự, không giống hai người chúng ta tại trong túc xá đắc ý xem phim ăn đồ ăn vặt. Suy nghĩ một chút lần này buổi trưa qua liền tương đối thoải mái hắc hắc. Tần Tiểu Ngư trực tiếp bò lên trên giường của mình, tiếp đó Trần Khải cũng ngồi dựa vào bên cạnh Tần Tiểu Ngư, hai người đem màn cửa kéo lên, đem máy chiếu mở ra, phát hình một bộ Tần Tiểu Ngư khá là yêu thích xem chiếu bóng, đem chăn mình đắp ở trên người. Tần Tiểu Ngư trong tay ôm một cái chén nước uống vào nước nóng. Lão Trần, Ta trong tủ chén có không ít đồ ăn vặt, ngươi ăn đi, ta cũng cạn ăn mấy cái, bất quá cũng không thể ăn nhiều, dù sao bây giờ cảm mạo vừa vặn không sai biệt lắm, bây giờ chính là sức miễn dịch tương đối thấp thời điểm. Nếu là lại ăn ăn đồ ăn vặt gì, vạn nhất phát hỏa lời nói vậy thì xong con nhé, cảm mạo ta có thể tiếp nhận, nhưng mà phát hỏa ta là tuyệt đối không cho phép. Tần Tiểu Ngư vẫn là rất quan tâm hình tượng, nếu là phát hỏa miệng hoặc trên mũi lên tiểu đậu đậu mà nói, đó cũng quá xấu a. À. Không nên không nên. Tần Tiểu Ngư không cho phép trên mặt của mình lên đậu đậu, còn nghĩ tại trước mặt lão Trần xinh đẹp một điểm đâu, sao có thể để cho hắn nhìn thấy chính mình xấu một mặt đâu, tuyệt đối không cho phép. Một bên nhìn xem điện ảnh, Tần Tiểu Ngư vừa cười nói, ha 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 chết cười ta, lão Trần cái này diễn viên diễn quá khôi hài a, à. hơn nữa nội dung cốt truyện này chụp đảo ngược thật to lớn, chẳng thể trách bộ phim này tại trước kia lúc chiếu phim phòng bán vé cao như vậy. A à nha, đây chính là trắng bóng tiền giấy a, suy nghĩ một chút liền rất hâm mộ, nếu là chúng ta kế tiếp đầu tư làm cái kia bộ phim cũng có thể giống như bọn họ kiếm lời nhiều tiền như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Có những số tiền kia về sau, lão Trần ngươi nói hai người chúng ta có hay không có thể, trực tiếp tại Ma Đô mua một bộ phòng, về sau nếu như thứ bảy ngày ngày nghỉ thời điểm, chúng ta nếu là không muốn về Phụng Thiên cùng Giang Bắc, cũng có thể tại chúng ta mua trong phòng qua cuối tuần. Tiếp đó còn có thể mua rất nhiều đồ gia dụng, tốt nhất lại mua một cái lòng nướng cơ, đúng, dạng này lúc ở nhà liền có thể mình làm lòng nướng, muốn ăn mấy cái ăn mấy cái, bằng không thì ngươi biết, con người của ta là rất lười rất lười, ta muốn ăn lòng nướng nhưng mà ta không muốn ra ngoài đi mua có chút quá phiền toái tần tiểu ngư cái này miệng nhỏ ba nói quả nhiên a à, cơ thể của tần tiểu ngư không khó chịu tốt hơn nhiều tượng trưng chính là cái này miệng nhỏ bắt đầu như cái ga liên cộc cộc cộc, cộc nói miệng cũng không quá rảnh rỗi lời nói này so với cái kia bộ phim nhân vật chính cùng vai phụ cộng lại lời kịch đều nhiều hơn cũng rất thái quá trần khải cười một cái nói cái này ngươi yên tâm đi tần tiểu ngư chúng ta cái kia bộ phim nếu là làm ra mà nói phòng bán vé tuyệt đối rất cao coi như ngoại trừ cho cả nước các nơi rạp chiếu phim chia, còn có một số tiền chi phí dùng, cùng với điện ảnh chế tác phí, cho diễn viên các C, đoàn làm phim nhân viên công tác phí lao động các loại, cũng là có thế kiếm một món hời. Tại Mado mua một bộ phòng ở hoàn toàn không có vấn đề, tại bên ngoài Mado bãi mua một bộ, thậm chí mua năm, sáu bộ đều không vấn đề gì. Tần Tiểu Ngư hàm hàm nhìn xem hắn, lão Trần ngươi đối với bộ phim này có lòng tin như vậy sao? Trong lúc nhất thời Tần Tiểu Ngư cũng mong đợi. Cái kia lão Trần, chờ chúng ta huấn luyện quân sự kết thúc về sau quay đầu ngươi tìm thời gian để cho ta thật tốt nghiên cứu một chút cái kia bộ phim kịch bản a mặc dù ta không hiểu nhiều điện ảnh nhưng mà ta thường xuyên nhìn tình tiết nội dung cốt truyện có đẹp hay không làm không khôi hài ta rất rõ ta đơn giản quá đã hiểu trần khải bất đắc dĩ nở nụ cười còn chờ cái gì huấn luyện quân sự kết thúc a ngược lại bây giờ trong ký túc xá liền tự mình cùng tần tiểu ngư hai người cũng không có gì bí mật thương nghiệp hay không bí mật thương nghiệp hắn trực tiếp từ trên điện thoại di động mở ra phiên gia thị nhà giàu nhất bộ phim này văn kiện kịch bản tiếp đó cho tần tiểu ngư nhìn một chút lão trần đây là cái gì a à? tần tiểu ngư sửng sốt một chút sau đó nhìn trần khải trên điện thoại di động văn kiện văn kiện tiêu đề liền viết điện ảnh tên nhà giàu nhất là thương nghiệp loại điện ảnh sao giảng nhân vật chính là thế nào tại giới kinh doanh đánh liều loại đề tài này điện ảnh lời nói tốt thì tốt bất quá chịu chúng có phải hay không có chút quá nhỏ a à? hoặc ác chủ bài xem phim đám người là loại kia trung niên làm chủ cảm giác chúng ta người trẻ tuổi có thể càng ưa thích nhẹ nhõm vui sướng khôi hài một điểm a. Tần Tiểu Ngư vô ý thức thì cho là như vậy. Bất quá nhìn vài đoạn kịch bản nội dung về sau, trong nháy mắt liền hiểu rồi, thế này sao lại là cái gì thương chiến điện ảnh a. Rõ ràng là một bộ hài kịch loại điện ảnh. Lão Trần, bộ phim này kịch bản rất không tệ nha. Tấu chương xong. Chương 256, ngươi nói thật lão Trần là không phải là vì ta mới mua xuống. Nhìn thấy Tần Tiểu Ngư lúc này phản ứng, một mực tại trong dữ liệu Trần Khải dù sao bộ phim này ác chủ bài chính là một cái hài kịch mà hài kịch loại vé xem phim phòng thành tích cũng sẽ không quá kém quốc nội rất nhiều tình cảnh hài kịch mặc dù chi phí vô cùng thấp nhưng mà sinh mệnh lực lại dài vô cùng lâu xem như theo một ý nghĩa nào đó điện tử cải bệ không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi liền chờ lấy những thứ này số lượng không nhiều tình cảnh hài kịch dùng để ăn với cơm cho nên cũng có thể phản ứng đi ra hài kịch loại đề tài đúng là tài phú mật mã lão trần mặc dù ta không hiểu nhiều điện ảnh nhưng mà ta cảm giác a à, Bộ phim này nếu là chụp đi ra chắc chắn kiếm tiền, hắc hắc hắc, đến lúc đó chúng ta liền thành người có tiền, suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất sảng khoái, dù sao chúng ta mới 18 tuổi a, à, liền kiếm lời nhiều tiền như vậy, vậy tương lai còn có sao? Tần Tiểu Ngư cười hì hì. Hơn nữa đâu, cha ta không phải dự định tại ma đô đầu tư một nhà rạp chiếu phim sao, đến lúc đó chúng ta bộ phim này quay chụp hoàn thành chiếu lên, nhất định sẽ tại cả nước các nơi rạp chiếu phim tiến hành đồng bộ chiếu lên a. À. Mà mỗi đồ điện gia dụng rạp chiếu phim nhất định sẽ có tương đối cao tỷ lệ rút thành Bất quá ngươi yên tâm đi, những thứ khác ta không làm chủ được, nhưng mà cha ta rạp chiếu phim, dự định mở ở chúng ta Mado, đoán chừng đến lúc đó sẽ mở ở Mado đại học phụ cận a. Dù sao người ở đây lưu lượng rất cao, khu vực cũng cực kỳ tốt, rạp chiếu phim lái tới đây kiếm bộn không lỗ, đến lúc đó ta chắc chắn cùng cha ta nói, để cho hắn cùng chúng ta bộ phim này rút thành, muốn xuống đến thấp nhất, cái này quấn ở trên người của ta a." À. Tần Tiểu Ngư vỗ vỗ ngực nói. Nhìn thấy Tần Tiểu Ngư như thế một bộ đại hiếu nữ dáng vẻ, Trần Khải trong lúc nhất thời cũng có chút bị chọc phát cười, cho nên lúc này Tần Tiểu Ngư cũng nhìn xem hắn, lão Trần ngươi cười cái gì a? À? Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ là cười ngươi quá hiếu thuận. Lão Trần ta đã hiểu, ngươi là đang nhạo bán ta đây. Ai nha cha ta luôn luôn rất nghe ta, ta cùng hắn còn khách khí làm gì đâu, ta thế nhưng là nữ nhi của hắn a, à, lão Trần ngươi nói đúng không? Tần Tiểu Ngư cười hắc hắc, vừa mới vội vàng tại mặt sức tưởng tượng bộ phim này chiếu lên về sau sự tình, nghĩ quá nhập thần cho nên dẫn đến vừa mới bọn hắn nhìn bộ phim này, đều phát ra nửa giờ, trên cơ bản không thấy mấy cái đoạn ngắn. Không nói những thứ kia, chúng ta xem thật kỹ điện ảnh. Cứ như vậy một buổi chiều đi qua, trong nháy mắt đã đến trạng vạn tối chừng 6 giờ thời điểm. Trần Khải bồi tần tiểu ngư tại ký túc xá ngay người ròng rã một buổi chiều, một cái chớp mắt, đều chạm vạn tối 6 giờ rồi. Lão Trần, đã 6 giờ rồi, chúng ta nên không sai biệt lắm đi tiệm trà sữa, điểm mấy chén cá con trà sữa nếm thử A, buổi trưa hôm nay thời điểm, tiệm trà sữa quản lý không phải nói, đến trạng vạn tối phía trước hẳn là có thể làm ra tới sao, chúng ta đi nếm thử thôi. Ta ngược lại nghĩ nhấm nháp một chút, các con trà sữa lại là mùi vị gì đâu. Nếu như so ô mai khẩu vị trà sữa uống ngon mà nói, vậy ta về sau muốn thường thường, a à không đúng, hẳn là mỗi ngày uống. Tần tiểu ngư hàm hàm nói, dù sao nếu là không mỗi ngày uống, đều đối không dậy nổi cái này trà sữa tên. Đây chính là gọi cá con trà sữa A, à, khi đùa thôi. Huống chi cái này trà sữa tên, vẫn là mình hỗ trợ lấy, mặc dù nói lấy được hơi qua loa một chút trực tiếp dùng tên của mình tới mệnh danh a nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là lão trần đồng ý a thật sự dùng tên của mình tới mệnh danh lão trần chúng ta đi xuống đi ta vừa mới vén màn cửa lên hướng mặt ngoài liếc mắt nhìn trên bãi tập tại huấn luyện quân sự trên cơ bản đều lục tục giải tán hướng ký túc xá sang bên này đoán chừng lệ lệ các nàng hẳn là cũng giải tán a chúng ta đâu đi mua ngay mấy chén trà sữa thuận tiện cho lệ lệ các nàng cũng mua mấy chén a buổi trưa hôm nay ta đáp ứng các nàng tiếp đó buổi tối hôm nay đi, hai người chúng ta ký túc xá cùng nhau đi trường học nhà ăn ăn cơm đi, một bên ăn bữa tối, một bên uống một chút cá con trà sữa, thật tốt nha ngươi nói đúng không? Tần Tiểu Ngư nhìn xem Trần Khải nói, sau đó ngay sau đó, Trần Khải cùng Tần Tiểu Ngư hai người liền trực tiếp đi xuống lầu. Tiếp đó đi ra ký túc xá nữ sinh, hướng thẳng đến ngoài trường phương hướng đi, lúc này đã không thể nào trời mưa, bất quá trong không khí còn tung bay lất phất mưa phùng là được rồi. Vừa đi vừa nói. Lão Trần, không biết ngươi có phải hay không giống như ta, Ngược lại ta đã cảm thấy a, à, trời mưa xuống mặc dù là có chút lạnh, hơn nữa huấn luyện quân sự đúng là rất dày vào người, bất quá trời mưa xuống không khí cảm giác, ta thật sự ưa thích nha. Còn nhớ rõ chúng ta trước đó tại trấn Nam lúc học trung học, thích nhất chính là trời mưa thời tiết, mà ngươi mỗi lần khi đến ngày mưa thời điểm, đều ghé vào trên lớp học ngủ. Ta an vị tại bên cạnh ngươi, đáng tiếc cao trung thời điểm không để mang điện thoại, nếu không ta nhất định phải đem lão Trần ngươi ngủ một giấc cái dạng kia, cho ngươi chụp đi ra. Lưu cho tới hôm nay lời nói chắc chắn là đen chiếu ha 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 các con không ngừng nói cái này miệng nhỏ thật sự không rảnh rỗi đi một hồi về sau đi tới ngoài trường trực tiếp tiến vào gặp phải tiệm trà sữa ở trong quả nhiên thấy được trong thực đơn tăng lên một cái sản phẩm mới mà lại là xếp tại hàng ngũ nhứ nhất đầu thứ nhất rất nổi bật vị trí lão trần ngươi thấy được không có thế mà thật sự lên khung sản phẩm mới hơn nữa còn thật là làm cho cá con trà sữa vị tỷ tỷ này cho chúng ta tới mấy chén cá con trà sữa a à? tốt muốn mấy chén đâu mấy chén sao để cho ta suy nghĩ một chút a à, tần tiểu ngư đến một chút chính mình phòng ngủ ngoại trừ lệ lệ tô tô cùng bội bội ba cái vậy chính là mình cũng chính là bốn cái lại thêm lão trần bọn hắn phòng ngủ bốn cái hết thảy tám cốc sữa trà cảm tạ tốt tám cốc sữa trà phải không sân khấu phục vụ viên trực tiếp phân phó tiếp gặp phải tiệm trà sữa quản lý đã giao phó đi xuống cho nên vị này phục vụ viên tự nhiên cũng là biết trước mắt vị này mặc quân huấn phục nam sinh trần khải kỳ thực chính mình trong tiệm lão bản mới cho nên cũng biểu hiện vô cùng tôn kính chỉ chốc lát sau tám cốc sữa nước trà và món điểm tâm tốt lão bản đây là các ngươi muốn tám cốc sữa trà ân đi trần khải gật đầu một cái cầm lên cái này tám cốc sữa trà liền trực tiếp đi ra ngoài trở về trường học đi xem như một nhà tiệm trà sữa lão bản ngoại trừ có thể cầm tới tiệm trà sữa lợi nhuận tiền kiếm được còn có một cái không đáng giá nhắc tới chỗ tốt đó chính là uống trà sữa không cần đưa tiền dù sao mình là lão bản lão trần ngươi nói thật ngươi sở dĩ mua xuống nhà này tiệm trà sữa có phải hay không bởi vì ta rất thích uống trà sữa nguyên nhân tần tiểu ngư não động mở lớn nói cho trần khải cũng không biết làm gì tần tiểu ngư ngươi không phải vừa mới đang trên đường tới một mực đò nháo muốn nếm thử con cá con này trà sữa mùi vị gì sao a à đúng suýt nữa quên mất tần tiểu ngư lấy ra ống hút tiếp đó cắm đi vào uống một ngụm, một giây sau liền chú ý tới tần tiểu ngư biểu lộ trong nháy mắt liền cứng ngắc lại một mặt ngơ ngác nhìn trần khải thế nào cá con nhìn một chút ngươi đây là biểu tình gì a à, có khó như vậy uống sao hẳn sẽ không a à. Dù sao cũng là hệ thống ban thưởng cho mình trà sữa phối phương, chắc chắn không kém được a. À. Tấu chương xong. Chương 257, lão trần ta cảm thấy a. À. Con cá con này trà sữa coi như không tệ. Con cá con này trà sữa coi như không tệ nha. Nhìn thấy tần tiểu ngư bộ dạng này kinh ngạc đến ngay người biểu lộ, Trần Khải cười hỏi một câu. Các con ngươi vẽ mặt này không đúng sao, dựa theo ta cho bọn hắn trà sữa phối phương đi chế tác, mùi vị kia hẳn là không kém được a, à. nhìn một chút ngươi vẻ mặt này. Tần Tiểu Ngư lập tức giải thích một chút. "Không phải không phải, lão Trần ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải nói trà sữa uống không ngon. Hơn nữa vừa vặn tương phản, quả thực là uống quá ngon được không, ta chủ yếu là không nghĩ tới uống ngon như vậy, cho nên vừa mới phản ứng có chút, hắc hắc. Bất quá lão Trần, ngươi là thế nào sẽ liên tưởng đến khó uống đâu, không có, cực kỳ tốt uống, lão Trần, ngươi nếm thử a." Tần Tiểu Ngư nói, liền đem chính mình uống hai ngụm trà sữa, cũng đưa cho Trần Khải nếm nếm. Thưởng thức một chút về sau, Trần Khải cũng cảm thấy cái này trà sữa mùi vị không tệ, nhất định sẽ bán chạy. Lại thêm chính mình vừa mới thu được tiệm trà sữa nhân khí ban thưởng không bao lâu, lại phối hợp uống ngon như vậy trà sữa, lượng tiêu thụ cùng trong tiệm lợi nhuận công trạng nhất định sẽ tăng mạnh, đến lúc đó hắn cũng có thể được tiền không ít. Không tệ không tệ, Trần Khải hài lòng cười. Như thế nào? Lão Trần, ta nói a, à, thật là tốt uống đúng không? Hắc hắc, hơn nữa ta càng ưa thích cái này trà sữa tên, gọi là cá con trà sữa. Hi 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 ha ha. Tần Tiểu Ngư như thế cười ngu ngơ lấy, ngay sau đó điện thoại di động của mình liền vang lên. Lão Trần, ta tiếp một chút điện thoại, ngươi giúp ta cầm trước trà sữa A. Trần Khải nói một tiếng hảo, Tần Tiểu Ngư liền tiếp một chút bạn cùng phòng gọi điện thoại tới. Là Chu Lệ Lệ gọi điện thoại tới, Tần Tiểu Ngư kết nối về sau nói thẳng. Quy, Lệ Lệ, các ngươi đã huấn luyện quân sự kết thúc phải không? Ta cùng Lão Trần A, lúc này mới vừa từ ngoài trường mặt đi vào, hai chúng ta vừa mới đi mua trà sữa tới. Mua cái gì trà sữa? giữa trưa nghỉ trưa kết thúc về sau các ngươi đi xuống lầu thao trường huấn luyện quân sự trước đây thời điểm ta không phải là đáp ứng các ngươi sao ta không phải là đã nói với các ngươi sao trường học chúng ta đối diện có một nhà gặp phải trà sữa hôm nay chạng vạn tối muốn lên giá một cái trà sữa sản phẩm mới xem ở trên buổi sáng hôm nay các ngươi chiếu cố phần của ta đúc ta uống thuốc cho ta rót nước phân thượng lại thêm các ngươi buổi chiều huấn luyện quân sự còn đội mưa thực sự là quá cực khổ như vậy ta xem như các ngươi hảo tỉ muội, hảo bạn cùng phòng Tự nhiên cũng muốn hồi báo các ngươi một chút. Không phải sao? Vừa mới còn giúp các ngươi điểm mấy chén trà sữa tới, lúc này còn nóng hổi đây. Các ngươi đều chưa ăn cơm đúng không? Cái kia chờ một lúc chúng ta cùng một chỗ đi nhà ăn ăn thôi, vừa ăn bữa tối vừa uống trà sữa, cái này nhiều thoải mái a. À. Lão Trần, ngươi nói đúng không? Nghe được a. À. Chúng ta lão Trần đô nói như vậy, vậy chúng ta chờ một lúc túc xá lầu dưới gặp a. À. Tốt, không nói. Tần Tiểu Ngư cúp điện thoại về sau, liền trực tiếp cùng trần khải giải thích một chút biểu thị vừa mới là bạn cùng phòng gọi điện thoại tới hỏi mình buổi tối có đi hay không nhà ăn ăn cơm vẫn là lại cùng lão trần ngươi đi bên ngoài ăn bữa tối trần khải nhìn xem tần tiểu ngư vậy là ngươi như thế nào cùng bạn cùng phòng nói trần khải hỏi một câu tiếp đó cũng chú ý tới mình điện thoại có mấy cái bi chát không đọc tin tức là trần tự trắc bọn hắn ca ba cái gửi tới đồng dạng là hỏi hắn buổi tối muốn hay không cùng nhau đi nhà ăn ăn cơm lão trần bạn cùng phòng ngươi cũng hỏi ngươi buổi tối đi nơi nào ăn cơm không? Vậy ngươi cùng bọn hắn nói, để cho bọn hắn cũng tại dưới ký túc xá chờ lấy, cùng ta ba cái bạn cùng phòng một khối chờ lấy chúng ta đi qua. Trần Khải gật đầu một cái, sau đó cùng Trần Tử Triết bọn hắn tại trên uy chắc mặt nói một tiếng. Tốt, lão đại, không có vấn đề, không có vấn đề, chúng ta này liền xuống lầu, đi bên dưới nhà trọ nữ sinh, cùng tẩu tử mấy người bạn cùng phòng gặp mặt. Trần Tử Trác hồi phục rồi một lần Trần Khải, lập tức cùng Hách Tiểu Long cùng Thạch Hàng nói câu, ta nói các ngươi hai cái đừng bút tích, nhanh, lão đại buông lời, buổi tối cùng nhau đi nhà ăn ăn cơm, để cho chúng ta trước tiên đi xuống lầu bên dưới nhà trọ nữ sinh, cùng tẩu tử mấy cái bạn cùng phòng gặp mặt. Chờ một lúc bọn hắn lại tới, hơn nữa còn nói cho chúng ta mua trà sữa. Nhìn một chút ta lão đại, bao lớn phương A, nhiều tri kỷ A, còn biết cho chúng ta mua trà sữa. Không giống hai người các ngươi không có lương tâm, lúc xế chiều hôm nay, ta liền là bởi vì cùng các ngươi hai cái nói mấy câu, kết quả bị giáo quan phạt chạy vòng, hố cha chính là, Hai người các ngươi không có suy nghĩ như vậy, thế mà ở bên cạnh nhìn xem, cũng quá không trượng nghĩa a. À. Hai người các ngươi cẩu nhi tử a, à, đã nói xong có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu đâu. Hách Tiểu Long cùng Thạch Hàng ha ha cười cười. A nha, các ca, ngươi nhìn lời này của ngươi nói, ai biết giáo quan liền nhìn chằm chằm một mình ngươi đâu, cái này cũng không nên trách chúng ta a, à, không chừng là nhìn ngươi không vừa mắt. Tiếp đó vội vàng nói sang chuyện khác. Tốt tốt, không phải ngươi nói sao. Lão đại để cho chúng ta sớm một chút xuống vậy chúng ta còn đứng ngay đó làm gì? Đi thôi đi thôi, đi xuống. Nhìn thấy bọn hắn hai anh em nói sang chuyện khác, Trần Tử Trác cũng là im lặng, xuống lầu đi cầu thang đồng thời. Còn tại bọn hắn hai anh em trên mông trực tiếp tới một cái thiên niên sát. Ngươi cái ba ba tôn. Ngươi này nhi tử thật không hiếu. Đại học thời đại tình huynh đệ chính là như vậy, tương hổ là phụ tử, một lời không hợp liền ân cần thăm hỏi, tổ tông 18 đại, đó cũng là chuyện thường xảy ra. Bất quá cái này cũng là đại học thời đại khó có nhất chỗ mà ngay sau đó trần tử trắc ba người bọn hắn đã đến ký túc xá dưới lầu trực tiếp đi ký túc xá nữ sinh tiếp đó dưới lầu thấy được tần tiểu ngư ba cái bạn cùng phòng cùng tần tiểu ngư bạn cùng phòng lên tiếng chào hỏi lão đại cùng tổ tử đều không tới đúng không chu lệ lệ trả lời nói ân còn chưa tới đâu vừa mới nói xong câu đó chu lệ lệ liền thấy trần khải cùng tần tiểu ngư đang hướng sang bên này lấy đây không phải là sao nói cá con cá con đã đến đều thấy được không có đây không phải là ở phía trước sau nhìn thấy đám bạn cùng phòng hướng về bên này vẫy tay tần tiểu ngư liền lập tức đối với bên cạnh trần khải nói lão trần ta nhìn thấy ta ba cái kia bạn cùng phòng còn có ngươi phòng ngủ đám bạn cùng phòng trần khải gật đầu một cái tiếp lấy cùng cá con đi qua về sau liền trực tiếp nói để các ngươi đợi lâu tốt nhà ăn đi ăn cơm a à, thừa dịp bây giờ thời gian còn sớm nếu là đi trễ mà nói nhà ăn nhưng là chỉ còn lại cơm thừa đồ ăn thừa đến lúc đó khó ăn một nhóm ai nói không phải a à, vậy chúng ta mấy ca còn đứng ngay đó làm gì đi một chút ngay sau đó trần khải cùng tần tiểu ngư hai người bọn họ phòng ngủ đám bạn cùng phòng đi tới ma đô đại học nhà ăn tiếp đó trực tiếp mua cơm chọn lấy riêng phần mình khá là yêu thích ăn trễ cơm tìm một cái vị trí ngồi xuống tần tiểu ngư cùng trần khải vẫn là một dạng giống như trước đó hai người đối mặt với mặt ngồi tiếp đó tần tiểu ngư nói tốt lệ lệ tô tô bội bội đây là đặc biệt cho các ngươi mua trà sữa các ngươi nhanh chóng nếm thử a, à, xem các ngươi một chút có thích hay không uống. A, à, đúng, còn có lão Trần phòng ngủ đám bạn cùng phòng, các ngươi cũng có phần. Hơn nữa ta cùng các ngươi nói lệ lệ, các ngươi biết cái này trà sữa tên gọi là gì sao? Nói ra, các ngươi có thế không tin, Tần Tiểu Ngư đi lên liền trực tiếp nói. Tấu chương xong. Chương 258, Tần cá con cái này ngu ngơ nàng đây là gấp. Nghe được Tần Tiểu Ngư nói như vậy, bên cạnh Chu Lệ Lệ cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng đều rất tò mò. Nghĩ thầm, cái này trà sữa tên rất trọng yếu sao? nhìn cá con vẻ mặt này đoán chừng là không lớn bình thường, cho nên vừa uống một ngụm, vừa nói cái kia cái này trà sữa tên gọi là gì a? À? chỉ là vừa mới uống một ngụm về sau trong nháy mắt liền choáng váng, cái này trà sữa mùi vị không tệ a, à, có vẻ như uống rất ngon bộ dáng. không đúng, nào chỉ là dễ uống, uống quá ngon, quả thực là tần tiểu ngư ha ha nở nụ cười. ha ha, ta nói không tệ a, à. cái này trà sữa thật sự uống rất ngon không có chút nào lừa ngươi. Hơn nữa các ngươi biết không? Cái này trà sữa tên, gọi là cá con trà sữa. Cái gì? Cá con trà sữa, cá con, ngươi không phải đang nói đùa chứ. Cái này trà sữa cùng ngươi cùng tên A, khá lắm, này chúng ta là thực sự không nghĩ tới, vậy cái này vẫn rất trùng hợp. Tần tiểu ngư khoát tay áo, vẻ mặt thành thật nói. Không không không, lệ lệ, các ngươi hiểu lầm, đây cũng không phải là trùng hợp. Kỳ thực là bởi vì. Tần tiểu ngư đang muốn nói, bất quá vừa nghĩ tới cửa trường học nhà kia gặp phải tiệm trà sữa là lão trần thu mua chuyện này dù sao cũng là trần khải cá nhân tư ẩn tần tiểu ngư cảm thấy hay là muốn trưng cầu một chút trần khải ý kiến cho nên đặc biệt hỏi một chút lão trần cái này ta có thể nói sao nếu là ngươi cảm thấy không thuận tiện lắm vậy ta không nói tần tiểu ngư tại bên tai trần khải lặng lẽ nói câu trần khải cũng là nở nụ cười cái này cũng không phải là cái gì quá không được tư ẩn cá con cũng thật là cái này đều muốn hỏi ý kiến của mình sao Tần Tiểu Ngư cười hì hì, tiếp đó biểu thị, đó là đương nhiên rồi. Dù sao đây là lão trần trà sữa của ngươi cửa hàng, không có đi qua ngươi đồng ý tình huống phía dưới, ta sao có thể cùng người khác nói lung tung vậy, ngươi nói đúng không nha? Trần Khải biểu thị, không có việc gì không có việc gì, đang ngồi đều là người mình, nói đi nói đi. Cái này cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Một nhà tiệm trà sữa mà thôi, sao cũng được, cũng không phải cái gì không người nhận ra bí mật, không cần đến giấu giếm cái gì. Tần Tiểu Ngư gật đầu một cái, tất nhiên lão trần ngươi đồng ý vậy ta liền nói rồi khụ khụ tình huống là như vậy đúng ta mới vừa nói đến cái nào a à, đúng vừa mới nói đến cá con trà sữa cùng ta cùng tên cũng không phải xảo đúng vậy không tệ đích xác không phải trùng hợp bởi vì trường học chúng ta cửa ra vào đối diện nhà kia gặp phải tiệm trà sữa ngay tại gần nhất chính xác tới nói hẳn là gần nhất hai ba ngày cụ thể ta không rõ ràng ngược lại nhà này tiệm trà sữa lão bản bây giờ là nhà chúng ta lão trần mà cái này trà sữa sản phẩm mới đâu cũng là buổi trưa ta tận mắt thấy lão Trần đem trà sữa phối phương, viết cho tiệm trà sữa quản lý tới, cho nên buổi chiều liền bắt đầu dựa theo phối phương làm ra, không phải sao, đến chạng vạn tối chính thức lên khung sản phẩm mới. Mà nói đến cái này trà sữa mệnh danh, kỳ thực ta buổi trưa ta thực sự là tùy tiện nói chuyện, không bằng gọi cá con trà sữa A, em tai lại tốt nhớ, hì hì. Sau đó thì sao? Nhà chúng ta lão Trần liền thật sự đồng ý, cho nên hôm nay chạng vạn tối chúng ta đi tiệm trà sữa thời điểm, nhìn thấy đồ uống trong thực đơn. Lên khung sản phẩm mới cá con trà sữa bốn chữ này, ta đúng là rất kinh ngạc. Tình huống chính là như vậy rồi, cho nên các ngươi bây giờ uống trà sữa, kỳ thực nhà chúng ta lão trần mở tiệm trà sữa. Cho nên ta hy vọng đâu, ba người các ngươi, lệ lệ tô tô bội bội, xem như ta hảo bạn cùng phòng, tương lai 4 năm đại học hảo tỷ muội. Các ngươi muốn dẫn đầu, đi nhà chúng ta lão trần mở tiệm trà sữa mua trà sữa uống, nếu như có thể mà nói, tốt nhất một ngày ba bữa, mỗi bữa đều mua một ly trà sữa uống, chiếu có một chút nhà chúng ta lão trần tiệm trà sữa bên trong sinh ý, biết không? Hì hì nghe được tần tiểu ngư nói như vậy trần khải liền có chút dở khóc dở cười khá lắm vốn đang cho là tần tiểu ngư muốn tại trước mặt đám bạn cùng phòng khoe khoang biểu thị chính mình là cửa trường học nhà kia tiệm trà sữa lão bản chỉ là đơn thuần khoe khoang một chút để cho tần tiểu ngư ba cái bạn cùng phòng về sau mỗi ngày đi sữa của mình tiệm trà bên trong mua trà sữa chiếu cố mình sinh ý khá lắm liền trần khải có chút không nghĩ tới tần tiểu ngư đầu óc lại là như vậy gì trường học chúng ta cửa ra vào nhà kia gặp phải tiệm trà sữa cư nhiên bị Trần Khải mua lại, khá lắm. Vì cái gì cùng là sinh viên, cá con, Trần Khải, hai người các ngươi, một cái giàu công tử, một cái giàu thiên kim, đều có tiền như vậy, không giống ba người chúng ta sinh viên nghèo bức, trong túi quần không bỏ ra nổi 2.500 khối tiền. Phía trước còn xem các ngươi đi 4S cửa hàng mua xe, bây giờ Trần Khải lại mua một nhà tiệm trà sữa, xác định các ngươi chỉ là sinh viên sao? Tại sao ta cảm giác người trong xã hội đều không các ngươi có tiền đâu? Vốn là nhà chúng ta điều kiện vẫn rất hảo, cũng coi như là trung đẳng điều kiện A, trước đó tại lúc học trung học, trong lớp ta cũng coi như là tiểu phú bà, mỗi cái tuần lễ có 200 nhiều đồng tiền tiền sinh hoạt, lấy cao trung tới nói, đủ nhiều đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, đến đại học về sau, quen biết cá con ngươi cùng Trần Khải. Ta đột nhiên ý thức được cái gì mới gọi nghèo bức, ta liền là cái kia nghèo bức A. Không chỉ là tầng tiểu ngư ba cái bạn cùng phòng, cũng bao quát Trần Khải phòng ngủ, Trần tử trác bọn hắn ca ba cái. Cũng là nghe xong nghĩ đụng đầu vào trên tường xúc động vì cái gì đồng dạng là một nam nhân, bọn hắn cùng Trần Khải trên lệch lại lớn như vậy chứ. Cơ nờ, vừa mới khai giảng không có mấy ngày, thế mà liền đem cửa trường học tiệm trà sữa cho mua lại, lão đại không hổ là lão đại. Không chỉ có dáng dấp đẹp trai, ca hát lại dễ nghe, hơn nữa, lại còn có tiền như vậy, liền ma đô đại học đối diện tiệm trà sữa đều có thể mua xuống, đây chính là vô cùng kiếm tiền A. À. Muốn mua mà nói, ít nhất không thể ra, hai đến ba lần trở lên giá thu mua sao. Nếu không, nhân gia tiệm trà sữa mở ở cửa trường học, rõ ràng có thể nằm kiếm tiền, hàng năm ngồi đợi lợi nhuận chia hoa hồng, tại sao muốn bán đâu? Trừ phi cho tiền đủ nhiều. Lão đại, ngươi thật không hổ là chúng ta phòng ngủ lão đại, xin nhận lấy ba người chúng ta đầu gối. Trần Khải phòng ngủ ba cái bạn cùng phòng, Trần Tử Trác, Thạch Hàng cùng hách Tiểu Long, bọn hắn ca ba cái một cái sau một cái sốt nổi. Ta nói các ngươi ba cái, có thể hay không bình thường một chút, đây chính là tại nhà ăn, nhiều người nhìn như vậy đâu, không chơi gay, cảm tạ. Ai chơi gay a? À? Lão đại Ngươi cái này coi như hiểu lầm chúng ta, ba người chúng ta hướng giới tính rất bình thường. Đương nhiên, lão đại, ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta cũng có thể công. Hắc hắc hắc. Ba người bọn hắn đùa giỡn nói. Vốn là chỉ là chỉ đùa một chút, nhưng là không nghĩ đến là ngồi ở Trần Khải đối diện Tần Tiểu Ngư, cái này ngu ngơ vậy mà gấp. Ui uy uy, các ngươi không phải là nghiêm túc a. À. Ta có thể nói với các ngươi a, à, các ngươi cũng đừng đánh lão Trần chủ ý, chúng ta lão Trần hướng giới tính rất bình thường, không chấp nhận đấu kiếm, lão Trần Ngươi nói đúng không? Trần Khải nhìn thấy Tần Tiểu Ngư cái phản ứng này, cũng là có chút điểm dở khóc dở cười. Tần Tiểu Ngư cái này ngu ngơ a. À? Cái này ca ba chỉ là chỉ đùa một chút, cái này ngu ngơ lại còn đã chăm chú. Tấu chương xong. Chương 259, chờ đón người mới đến tiệc tối đêm hôm đó nhớ kỹ lưu cho ta. Cho nên lúc này, còn không có đợi Trần Khải nói cái gì. Ngồi ở Tần Tiểu Ngư bên cạnh Chu Lệ Lệ các nàng ba nữ sinh, liền lập tức dở khóc dở cười nói. Các con, ngươi gấp cái gì nha? Trần Tử Trác ba người bọn hắn là đùa giỡn, chẳng lẽ ngươi liền cái này đều nghe không ra được sao, nói đùa, ba người bọn hắn làm sao có thể kia cái gì? Các con, ngươi thật sự ăn bậy bay giấm A, à? đây nếu là nữ sinh cũng coi như, cái kia rất bình thường, ngay cả nam nhân giấm ngươi cũng ăn không, cá con, ngươi ác như vậy sao, thật không hổ là ngươi nha. Không nghĩ tới chúng ta cá con, tính cách bình thường tùy tiện, nhưng mà, đến Trần Khải cái này còn giống như rất lòng dạ hẹp hòi đây này. Chu lệ lệ các nàng ba nữ sinh, lúc này cũng điều khiển tần tiểu ngư hai câu chủ yếu cũng là bởi vì đúng là không nghĩ tới vừa mới trần khải ba cái bạn cùng phòng tùy tiện mở ra một nói đùa cá con thế mà tưởng thật đây mới là điều kỳ quái nhất chẳng lẽ nói nói chuyện yêu người lòng ham chiếm hữu mạnh như vậy sao dễ ăn giấm như vậy sao quá độc ác xem trong phim truyền hình không hoàn toàn là nói bừa loạn tạo đó a à, vẫn có nhất định căn cứ vào cái gì nha ta đây không phải ghen có hay không hảo các ngươi nói lung tung ta chỉ là chẳng qua là không muốn để cho lão Trần hướng giới tính không bình thường mà thôi. Chúng ta là anh em, ta cũng không hy vọng lão Trần tương lai tìm bạn trai, không có ý tứ gì khác, lão Trần ngươi là hiểu ta ý tứ đúng không? Tần tiểu ngư nhìn xem Trần Khải nói. Vân vân vân, ta hiểu ta hiểu, ta quá đã hiểu, bất quá cá con ngươi còn không hiểu rõ ta sao, ta là loại kia sẽ cùng người chơi đấu kiếm người sao, lại nói, liền bọn hắn anh em ba cái, ta còn chướng mắt đâu. Trần tử trác bọn hắn buồn bực nói. Lão đại, ngươi cũng quá đâm tâm, mặc dù ba người chúng ta không phải rất đẹp trai a, à, nhưng mà ngươi cái này nói cũng quá trực bạch, tốt xấu cho chúng ta chừa chút mặt mũi, các ngươi nói có đúng hay không? Bên cạnh Hách Tiểu Long cùng Thạch Hàng cũng đi theo đùa dẫn nói vài câu. Bất quá, nên nói không nói, bọn hắn cũng chính xác không nghĩ tới tẩu tử ghen, thế mà khoa trương như vậy, xem ra sau này nói chuyện chú ý một chút, nếu không, nếu là thật bị tẩu tử hiểu lầm. Làm không tốt về sau bọn hắn muốn đơn độc cùng Trần Khải ra ngoài quán nét mở đen, tần tiểu ngư đều phải phòng ngừa bọn hắn chỉ bằng vừa rồi tần tiểu ngư phản ứng tới nói, không phải hoàn toàn không có loại này khả năng. Nhưng kỳ thật nói câu lời trong lòng, trần tử trác ba người bọn hắn vẫn là rất vì trần khải cao hứng. Tẩu tử mặc dù ghen ăn tương đối khoa trương, thậm chí ngay cả thân là bạn cùng phòng chính bọn họ ca ba cái đều đề phòng, bất quá cái này cũng nói rõ một vấn đề. Đó chính là tần tiểu ngư rất quan tâm trần khải, đây là khẳng định. Ai, đột nhiên phát hiện chúng ta mấy ca cùng lão đại trên lệch thật sự là quá lớn, không chỉ không có hắn dáng dấp đẹp trai, cũng không có việc khác nghiệp hảo, mấu chốt là chúng ta ca ba cái vẫn là ba đầu vang dội sáng độc thân cẩu. ta làm sao lại không có một cái nào quan hệ rất tốt nữ huynh đệ đâu thôi đi liền chúng ta cái này sơn trại màn hình tướng mạo có thế có nữ huynh đệ mới là lạ cho dù có đoán chừng cũng là khủng long muội hay là bốn mắt cương nha muội cái chủng loại kia muốn chạm đến tẩu tử loại này nhan trị nữ huynh đệ đoán chừng chỉ có trong mộng mới có không đúng không đúng coi như nằm mơ giữa ban ngày đều mộng không đến chuyện tốt như vậy ta nói các ngươi hai cái dáng dấp chẳng ra sao cả a à còn mãi cứ nói mò lời nói thật chẳng lẽ ta không biết sao liền không thể để cho ta trốn tránh một chút thực tế sao không phải đem ta kéo cái này tàn những thực tế làm gì chơi vui a à, ta cảm ơn các ngươi hai cái nghe được bọn hắn ca ba cái nói đùa trêu chọc trần khải cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười sau đó nhìn chính mình đối diện tần tiểu ngư các con ngươi sẽ không thật sự cho rằng ba người bọn hắn vừa mới là nghiêm túc a à. ngươi còn không hiểu rõ bọn hắn bọn hắn a à, cả ngày miệng lưỡi dẻo quẹo nói lời không có một câu đáng tin cậy thời gian dài ngươi sẽ biết yên tâm yên tâm ta hướng giới tính tuyệt đối bình thường ta còn muốn lấy tại trong đại học đàm luận cái bạn gái đâu làm sao có thể tìm nam nhân đấu kiếm nói đùa tần tiểu ngư nghe xong lời này về sau lập tức liền thở dài một hơi dọa dạ ta một hồi ta còn tưởng rằng lão trần ngươi thật có đấu kiếm khuynh hướng đâu không có liền tốt không có liền tốt bất quá ở trong lòng tự mình lẩm bẩm lão trần tại đại học thời đại dự định đàm luận bạn gái câu nói này không phải là là ám chỉ ta cái gì a à? tần tiểu ngư lúc này ở trong lòng bổ não tiếp đó không biết đang suy nghĩ gì đột nhiên phốc thử cười ra tiếng âm trong nháy mắt đưa tới chung quanh trên bàn cơm những bạn học khác nhóm chú ý cho nên đều rối rít nhìn về bên này một mắt giống tần tiểu ngư như thế một cái chính mình không xấu hổ đúng túng chính là người khác nữ hài tử nhìn thấy chung quanh nhiều người như vậy hướng bên này nhìn trong lúc nhất thời vậy mà cũng có chút thẹn thùng cho nên liền cúi đầu còn kém đem đầu tiến vào trong hộp cơm của mình mặc đi hơn nữa còn một bên cúi đầu vừa nói lão Trần mau giúp ta cản một chút, vừa mới ta quá mất mặt, phía sau ngươi những bạn học kia đều hướng chúng ta nhìn bên này đâu, mau giúp ta cản một chút. Trần Khải bất đắc dĩ nở nụ cười. Cốt cốt cốt, ta giúp ngươi cản một chút, bất quá tần tiểu ngư ngươi là làm sao vậy, em đẹp cười cái gì, hơn nữa còn cười ra nga tiếng kêu, hơn nữa thanh âm của ngươi, nhất là tiếng cười có nhiều ma tính trong lòng chính ngươi không có đếm sao. Cái này Trần Khải quá có thể hội. Mỗi lần cùng tần tiểu ngư lúc đi ra, chỉ cần tần tiểu ngư mới mở miệng cười to, nhất định sẽ gây nên rất nhiều vây xem hồi hồi lúng túng chính mình không phải sao vừa mới khoa trương hơn ngay sau đó đợi một hồi sát vách bàn ăn nam nam nữ nữ các bạn học không còn đem ánh mắt nhìn về bên này thời điểm tần tiểu ngư lúc này mới ngẩng đầu lên sau đó tiếp tục ăn bữa tối tiếp đó một bên ăn một bên miệng nhỏ a rồi a rồi không xong cùng trần khải đông nói một câu tây nói một câu đồng thời cũng chú ý tới có không ít mặt vũ đạo phục các học tỷ còn có một số đám học trưởng bọn họ đều từ bên ngoài đi vào nhà ăn, bởi vì ăn mặc nguyên nhân, cho nên vẫn rất hấp dẫn người chú ý. Tần Tiểu Ngư mở miệng nói ra, lão Trần ngươi thấy được không có, những hẳn là chúng ta kia lớn hơn một khóa học trưởng học tỷ a, cả đám đều mặc vũ đạo phục, sẽ không phải là đi vũ đạo xã phòng học tập luyện trở về a. a đúng, chờ chúng ta huấn luyện quân sự kết thúc về sau, hẳn là đón người mới đến tiệc tối đi. những niên trưởng kia học tỷ hẳn là đi diễn tập tiết mục, đến lúc đó huấn luyện quân sự kết thúc vào lúc ban đêm tại thao trường cho chúng ta lên đài biểu diễn tiết mục wow đón người mới đến tiệc tối ngày đó có tiết mục có thể nhìn đến lúc đó nhất định mua thêm một chút đồ ăn vặt. tiếp đó mang lên ghế đẩu đi thao trường nhìn tiết mục vừa mới sau khi nói đến đây tần tiểu ngư liền lập tức nhìn xem trần khải bổ sung một câu đúng lão trần ta sớm nói cho ngươi một chút a à, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ giúp ta lưu cái vị trí biểu diễn tiết mục bắt đầu về sau ta liền len lén từ lớp chúng ta chạy ra ngoài sau đó tới lớp các ngươi bên này ngươi giúp ta lưu cái băng ghế hoặc ta mang lên băng ghế đi qua tìm ngươi cũng được, nhớ kỹ lưu cho ta cái vị trí, biết không? Không cho ta lưu vị trí mà nói, cái kia đoán chừng ta chỉ có thể ngồi chân ngươi lên. Tấu chương xong. Chương 260, ta rất thuần khiết được rồi lần kia chỉ là một cái hiểu lầm. Tần Tiểu Ngư nói xong lời này. Trần Khải vốn là dự định nói một tiếng hảo, đồng thời biểu thị, đi không có vấn đề, đến lúc đó giúp ngươi lưu vị trí. Nhưng mà nghe được vừa mới bổ sung câu kia. Nếu là đến lúc đó không có vị trí mà nói, chỉ sợ ta chỉ có thể ngồi vào lão trần chân ngươi lên nghe lời này một cái cái kia trần khải nhưng là không bình tĩnh cho nên hắn trực tiếp một lời đáp ứng đi không có vấn đề cá con đến lúc đó ngươi cứ việc yên tâm a à, chờ huấn luyện quân sự kết thúc cùng ngày buổi tối ngược lại cũng không mấy ngày đến lúc đó ta chắc chắn cho ngươi lưu vị trí tần tiểu ngư ừ gật đầu cốt hì hì lời mặc dù là nói như vậy bất quá trần khải đã làm xong dự định đến lúc đó cho dù có vị trí cũng nói dối bên cạnh có người sau đó để Tần Tiểu Ngư ngồi ở trên đùi của mình. Bất quá đương nhiên. Trần Khải tự nhiên không phải muốn chiếm chính mình nữ huynh đệ tiện nghi, chủ yếu là bởi vì cân nhắc đến, băng ghế thật sự là quá cứng, cá con ngồi thật sự là không quá thoải mái. Chủ yếu là bởi vì nguyên nhân này, những thứ khác thật không có ý tứ gì khác. Trần Khải ở trong lòng nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây về sau liền nói, các con ngươi cứ việc yên tâm tốt, đến lúc đó cam đoan có vị trí của ngươi ngồi. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, miễn cho đến lúc đó không có chỗ ngồi, để cho ta đứng ở bên cạnh. đứng ròng rã một đêm, mấy giờ ta có thế chịu không được. đoán chừng đêm hôm đó tân sinh đón người mới đến tiệc tối, biểu diễn tiết mục có lẽ còn là thật nhiều a, à, hẳn là sẽ có ca hát, vũ đạo, hip hop, còn có tiểu phẩm tướng thanh ba câu nữa cái gì. trước trước sau sau cộng lại nhiều như vậy tiết mục, ít nhất cũng phải tiến hành mấy giờ. ta cũng không muốn đứng xem hoàn toàn tràn biểu diễn, đó cũng quá thống khổ. đến lúc đó buổi tối trở về phòng ngủ thời điểm, đoán chừng chân của ta liền phế đi. tần tiểu ngư hàm hàm nói tiếp đó ngay sau đó trần khải cùng tần tiểu ngư hai người bọn họ ký túc xá đám bạn cùng phòng cũng bao quát hai người bọn họ ăn rồi bữa tối liền chuẩn bị tất cả trở về riêng phòng ngủ đi khoảng cách buổi tối huấn luyện quân sự còn có một cái giờ tần tiểu ngư nói thẳng lão trần để cho bọn hắn đi về trước đi ngược lại bây giờ cũng không có gì sự tình chúng ta cũng đừng gấp gáp trở về phòng ngủ chúng ta qua bên kia đi một chút đi đi sân bóng rổ bên kia đợi một hồi thôi xem người khác đánh một chút cầu cái gì thuận tiện ta học trộm học nghệ một chút hắc hắc. Trần Khải gật đầu cười, nói một tiếng hảo. Tiếp đó liền cùng Tần Tiểu Ngư cùng một chỗ đi trường học sân bóng rổ, nhìn thấy có rất nhiều học trưởng ở bên kia chơi bóng rổ. Bên cạnh còn có mấy nữ sinh tại đứng, chuẩn bị đưa nước tiễn đưa khăn mặt cái gì. Tiếp đó Tần Tiểu Ngư đánh giá rằng đạo, lão Trần, ta cảm thấy mấy cái kia học trưởng chơi bóng đánh rất nhiều đồng dạng, không có người đánh hảo. Trần Khải nói một câu, có vẻ như bọn hắn là câu lạc bộ bóng rổ, giống như kỹ thuật bóng trình độ còn có thể. À, phải không, mấy cái kia học trưởng là câu lạc bộ bóng rổ sao, là cái gì không quan trọng, ngược lại ta cảm thấy bọn hắn đánh đồng dạng, không có lão Trần ngươi đánh lợi hại. Hơn nữa, lão Trần ngươi chơi bóng rổ dáng vẻ còn như vậy xoái khí, hắc hắc, nếu là ngày nào ngươi đi chơi bóng rổ, hoặc cùng trường học khác đánh tranh tài gì mà nói, đến lúc đó ta chắc chắn thứ nhất ủng hộ ngươi, cho ngươi làm đội hoạt náo viên giúp ngươi hô cố lên. Thật sự, không ra nói đùa, đúng lão Trần, ta còn không có hỏi qua ngươi dự định gia nhập vào câu lạc bộ gì đâu ngươi sẽ gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ sao? bất quá ta nghĩ nghĩ, lão trần ngươi ca hát lợi hại như vậy, ngươi nhất định sẽ gia nhập vào âm nhạc xã a. Tần tiểu ngư mình chính xác còn chưa nghĩ ra gia nhập vào câu lạc bộ gì, chính mình mặc dù khoa học tự nhiên học tốt hơn một chút, nhưng kỳ thực văn khoa cũng không tệ. nếu như nhất định phải chọn một câu lạc bộ mà nói, kỳ thực gia nhập vào câu lạc bộ văn học cũng không tệ. chỉ có điều tần tiểu ngư chính mình không có gì chủ kiến, cho nên vẫn là muốn trưng cầu ý kiến một chút trần khải ý kiến lão trần ngươi cảm thấy ta gia nhập vào câu lạc bộ văn học như thế nào chờ chúng ta huấn luyện quân sự kết thúc về sau ngươi biết ta văn khoa thành tích cũng xem là tốt gia nhập vào câu lạc bộ văn học mà nói một khối cùng câu lạc bộ các thành viên lẫn nhau thảo luận học tập một chút viết viết văn hung đúc một chút tình cảm sâu đậm cũng rất tốt ngươi đừng nhìn ta cha lúc ở nhà như vậy nghe ta bất quá bí mật cũng không thiếu chửi bậy nói ta quá khờ nói chuyện không thông qua đại não nói chuyện như nã pháo như vậy gia nhập vào câu lạc bộ văn học về sau tại văn học nghệ thuật hung đúc phía dưới, làm không cẩn thận có thể cải thiện một chút, đề cao một chút ta tu dưỡng và khí chất, lão Trần ngươi nói xem. Trần Khải cười cười. Hắn không có ý kiến gì, hắn đối với câu lạc bộ văn học không có hứng thú gì, bất quá tần tiểu ngư nếu như nếu là thích. Hắn ngược lại là có thể cho tần tiểu ngư cung cấp một chút liên quan tới tin tức kém đồ vật. Cái gọi là tin tức kém, chính là người khác không biết, mà ngươi sớm biết đến đồ vật, liền kêu là tin tức kém. Cái này cũng là người trùng sinh thực hiện nhân sinh nghịch tập, ưu thế lớn nhất. Tỷ như nói, có thể cho cá con cung cấp một chút kiếp trước tại 2016 năm về sau, trên Internet phát biểu kinh điển tiểu thuyết, đến lúc đó có thể cho Tần Tiểu Ngư cung cấp một chút tài liệu. Hắn phát triển âm nhạc, Tần Tiểu Ngư phát triển văn học. Ác chủ bài chính là tin tức kém, hát người khác ca, để người khác không ca có thế hát. Viết sách của người khác, để người khác không sách có thế viết. Lại thêm kế tiếp Trần Khải dự định thành lập một nhà công ty điện ảnh và truyền hình, bước đầu tư tưởng chính là, đem 2017 năm sau này kinh điển hỏa viết đi ra, từ công ty phục chế thành điện ảnh từ tự mình tới biểu diễn khúc chủ đề cả một cái thương nghiệp bế hoàng thuộc về là mặc dù cung cấp tin tức kém nhưng tần tiểu ngư là lão bà của mình phù sa không lưu ruộng người ngoài ta cảm thấy các con ngươi rất thích hợp gia nhập vào văn học hệ phía trước ngươi không phải là ngày ngày khoanh tay cơ nhìn quyển tiểu thuyết kia sao ta còn nhớ rõ cái kia tiểu thuyết tên gọi là gì tới a à, đúng ta nhớ ra rồi gọi là tổng giám đốc lão công hàng đêm sủng trần khải vừa mới nói xong câu đó tần tiểu ngư lập tức liền gấp cho nên khi tràn che lấy Trần Khải miệng nói. Lão Trần ngươi nhanh đừng nói nữa, đây chính là ta hắc lịch sử, cả đời hắc lịch sử A, à, chết dai dai hại chết ta. Lão Trần, ngươi như thế nào đến bây giờ còn nhớ kỹ A, à? ngày đó ta không phải là giải thích với ngươi qua sao, ta thật không có nhìn cái kia tiểu thuyết, thật không có, ta rất thuần khiết được rồi, ta mới sẽ không nhìn loại kia đồ vật loạn thất bát tao đâu. Đừng hiểu lầm ta, đó là dai dai nhìn, là dai dai dùng điện thoại di động ta nhìn, cùng ta có thế không hề có một chút quan hệ trần khải nhìn thấy cá con cái phản ứng này cũng là không khỏi ha ha nở nụ cười tiếp đó điều khẳng hai câu a à phải không cá con ngươi câu trả lời này cùng trước đây trả lời giống như không giống nhau lắm a à, có không tần tiểu ngư gãi gãi đầu của mình một mặt hàm hàm biểu lộ hẳn là không a à, ai nha tóm lại quyển tiểu thuyết kia đừng nhắc lại nữa ta chắc chắn sẽ không coi lại thật mất thể diện đây chính là ta hát lịch sử a à. lão trần chúng ta thương lượng chuyện gì thôi về sau ngàn vạn đừng nhắc lại nữa chuyện này ngươi nếu là đồng ý Ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện, như thế nào, có hay không hảo a? À? Trần Khải nghĩ nghĩ, thành giao. Quá tốt rồi. Ai thế nhưng là không đúng, ta nhớ được lão Trần trước ngươi giống như đã đáp ứng, chờ huấn luyện quân sự kết thúc về sau muốn cho ta một cái ban thưởng a. À. Đúng vậy a, à, đây không phải còn chưa tới sao? Vậy có thể hay không sớm tiết lộ một chút, phần thưởng này là cái gì đây, Tần Tiểu Ngư rất hiếu kỳ. Ngươi biết, ta tò mò nhất, lòng hiếu kỳ coi trọng nhất, ta bây giờ liền muốn biết, hơi cho điểm nhắc nhở cũng được a. À. Trần Khải trả lời, cho điểm nhắc nhở đúng không, đi không có vấn đề. Tấu chương xong.